Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back to this basic IELTS class. I'm James. Nice to meet you. Nice to meet you, everyone. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you very much. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Good morning. Okay. Nice to meet you, everyone. Hi. Okay. chào Hello. Hello. Tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã đến với lớp luyện viết của chúng ta ngày hôm nay trong buổi học lớp IELTS cơ bản của chúng ta cứ một tuần thì chúng ta lại gặp nhau vào một ngày thứ sáu như thế và cứ thứ sáu hàng tuần thì lớp iOS cơ bản lại có cái buổi luyện viết mà đã gọi là luyện viết chứng tỏ là chúng ta phải viết nhiều. Viết ở đâu ạ? À? Ví dụ trong khung chat. Hôm nay quý vị phải viết để cho em sửa nha. Thầy biết là trong lớp này có nhiều em ít tuổi hơn thầy đúng không? Nhưng mà thôi. Tại vì cũng có nhiều anh chị lớn tuổi hơn thầy cho nên là 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 thôi bây giờ xưng em và gọi quý vị chung như vậy ha mọi người đừng có lo lắng gì hết ở ngoài kia nếu mà mình gặp nhau thì mình vẫn uh, uh, xưng hô cho nó uh, phù hợp ha cũng thôi cứ anh em với nhau cũng được chả có cần thầy bà gì hết trơn vậy nha mọi người vậy thì thống nhất em xưng em gọi là quý vị thế thì uh, ở đây có một số những cái tên mới lần đầu em gặp thì không sao từ từ sẽ quen từ từ sẽ quen với nhiều thứ trong đó có cả cái cách thức của cái việc theo đuổi cái lớp này nữa tại vì chỉ có một cách để có thể học hiệu quả thôi đó chính là phải làm bài tập và được chấm bài. Còn nếu mà ngồi nghe không thì không thể nào làm bài tập được à, không không thể nào mà hiệu quả được vậy nha. Không làm mất thời gian của quý vị nữa chúng ta sẽ bắt đầu luôn vào cái bài của mình nhưng mà trước khi mình bắt đầu thì nếu quý vị nghe rõ hãy comment cho em chữ yes. Coi như đó là một tín hiệu cho thấy rằng quý vị đã sẵn sàng để 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 làm gì? để học rồi đó học môn viết lát nữa viết cho đó đó nha đâu để thử, thử coi nè tuệ minh nè chị dương nè tuấn kiệt nè đình ba yến nhi tuấn anh uh, quốc hưng chấn hưng ô oh, dương thịnh âm suy nha uh, chị bích ngọc nè chị thảo ly chị tracy nè lan thanh nè chấn hưng đó 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 là những người mà em đã thấy là có gửi tín hiệu rồi đó còn một số quý vị chưa thấy gửi có nghĩa là chưa có chat đó nha rồi hãy đăng ok kiệt ok rồi hoàng triều ok hoàng triều thì quá quen rồi không uh, trộm vía, tuần nào cũng gửi bài cho thầy hết, nhìn nó rất là tốt rồi đó. Okay. À, trong ngày hôm nay sẽ có cái phần thực tập ngay tại lớp và chấm điểm ngay tại lớp. Chấm điểm cái đó không phải để bêu rếu, không phải để trừ điểm, không phải để chỉ trích lăng mạ gì hết, mà chấm điểm đó là để mình học được từ cái lỗi của mình. Chúng ta luôn muốn là mình được sửa lỗi, đúng không? Thì ngay trong lớp làm làm được cái chuyện đó. Trong trường hợp mà trong lớp mình không có làm được chuyện đó, thì luôn luôn có bài tập về nhà em sẽ chấm tất cả bài tập về nhà của quý vị với điều kiện quý vị nộp đúng hạn. Thực ra thì cũng dễ thôi. Thì phải nộp đúng hạn thì em mới trả bài được chứ. Tại vì tuần sau là là cái lớp sửa bài rồi. Mà nộp sau cái lớp đó là sao là chấm, sao là sao sửa. Phải không? Vậy thì mà nếu mà quý vị mà nộp trễ quá thì sao em chấm kịp? Phải không? Vậy thì cứ nhớ cái ngày chúng ta là gì? Thứ tư và thứ sáu nhớ giùm em hai cái ngày đó. Thứ sáu là chúng ta học thứ tư là hàng cháu nộp bài vậy thôi em có hai ngày để chấm bài là thứ năm và thứ sáu vậy ha xong Ơ à, em chào chị xuân nha rồi rồi chào james là được khỏi cần thầy gì hết trơn khỏi cần kia bằng thầy james là được không làm mất thời gian của quý vị nữa vô luôn mình nói sơ sơ cái nha cho thêm một phút nữa nói vèo vèo một cái đi rồi chúng ta làm luôn tại vì mấy cái này tuần nào cũng nói lại hết trơn phải không nói cho tới khi nào mà các anh chị nhuyễn nhuyễn ơi là nhuyễn luôn ha thì chúng ta biết rồi, IELTS là viết tắt của International English Language Testing System. Nó là một bài thi để cấp chứng chỉ chứ không phải bằng. Mai mốt đừng có ai nói là bằng IELTS, mình thi lấy bằng IELTS nói gì kỳ mắc cỡ, quê sệ nha. Nhớ là lấy chứng chỉ chứ không phải là lấy bằng. nha. Uh, yeah. Thì um, gì nữa nha Đó, và chứng chỉ có giá trị 2 năm, nhớ thì uh, cái chứng chỉ đó nó có bốn kỹ năng nghe đọc viết. Tôi phụ trách kỹ năng viết. Trong bài thi viết chúng ta phải làm hai bài. Người ta ghi là task 1 và task 2. Đối với cái task 1 miêu tả biểu đồ nha, người ta cho mình một cái hình gọi là cái biểu đồ đó, cái chart hay là cái graph đó, cái biểu đồ. Mình phải viết cho được 150 từ ít nhất để miêu tả cái biểu đồ đó trong khoảng 20 phút. Điểm tối đa 3 chấm. Biểu đồ đó nói gì nói 80% nó nằm trong bốn dạng sau đây. Dạng xu hướng tức là tăng giảm, dạng so sánh, dạng quy trình và dạng bản biểu, mỗi một dạng nó có một cái điểm đặc trưng của cái dạng đó và chúng ta chỉ cứ xoay vòng 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 trong bốn cái dạng này. Đó, Hồi nãy chắc quý vị có, có, nghe kịp ha là em nói là 80% các đề thi nó nằm trong bốn dạng này. Còn 20% là dạng gì? À, 20% là dạng dạng bản đồ rồi dạng uh, những cái dạng mà quy trình mà kiểu như là quy trình nước, chu trình nước gì đó mấy cái dạng mà khó khó đó đó rồi, rồi một cái dạng mà nó ghép hai ba cái biểu đồ lại đó thì 20% đó quý vị học ở trong lớp nâng cao. Mọi người học cả ba lớp mà phải không? nâng cao cơ bản phụ đạo đúng không? Thì những cái dạng đó trong lớp nâng cao Troy sẽ hướng dẫn như quý vị. Còn trong khuôn khổ của lớp này em tập trung vào cái mấy cái này. ha, à, ai bỏ lỡ cái nào thì cũng đừng có lo. Sau 4 tháng nó quay lại cái bài đó. Quay lại cái dạng đó nhưng mà cái đề khác. Để chi? Cái việc quay lại có ý nghĩa là để mình một lần nữa được ôm lại. Ý nghĩa thứ hai là để cho những người nào chưa học được học. Còn cái đề mới là để làm gì? Là để mình có cái mới để mình học. Phải không? Chúng lại học lại bài cũ. Phải không? Có cái mới để học. Kiến thức cũ nhưng áp dụng vào bài mới. Còn ai mà đã gọi là làm luôn cái đó rồi thì đặt mục tiêu mới cho bản thân. Hôm bữa mình làm cũng cái bài đó được 5 chấm thì bây giờ phải đặt mục tiêu lên là 6 chấm. Thí dụ vậy. Vậy ha. Rồi task 2 thì có những cái điều kiện như thế này. Trên bảng thấy rồi. Em không có đọc slide ha quý vị tự thấy rồi. Cái này khi nào mà qua cái phần task 2 thì em sẽ nói rõ hơn. Tiêu chí chấm bài sẽ gồm 4 tiêu chí sau. Đây. Cái um, cái IELTS mà chúng ta đang học và đang luyện đây đó quý vị, nó gọi là IELTS Academic. Academic dịch ra có nghĩa là học thuật. Là cái chứng chỉ IELTS để quý vị có thể đi du học hoặc đi uh, nghiên cứu hoặc đi làm ở những cái công ty nước ngoài đó là chứng chỉ học thuật nha. Yeah. Nó có một cái chứng chỉ khác nó gọi là IELTS tổng quát. Cái đó thì chỉ cần lấy chồng lấy chồng nước ngoài định cư làm những công việc phổ thông thì lấy IELTS tổng quát cũng được. Nhưng mà đó cái đó thì nó dễ hơn. Tuy nhiên nó không có giá trị quy đổi. Cho nên là tất cả những cái nội dung ielts mà mình học là ielts học thuật cho dù quý vị không có nhu cầu đi du học thì cũng học ielts học thuật bởi vì người học ielts học thuật thành công tự khắc đi thi tổng quát được nhưng mà ngược lại thì không có học tổng quát đi thi học thuật không được được không vậy ha mình thống nhất với nhau là vậy ha để mới công mấy mọi người thắc mắc ủa trời ơi tôi chỉ cần nó uh, hả lấy chồng nước ngoài thôi tôi chỉ cần vậy thôi tự nhiên bắt tôi học mấy cái biểu đồ biểu đồ này làm gì thì nó là vậy đó mới nói xong bốn tiêu chí chấm thi như sau những tiêu chí này được công khai ở trên mạng trên các trang web của các trung tâm khảo thí của British Council và IDP Australia những cái này không có gì bí mật hết không có phải tốn đồng nào để biết những cái này hết quý vị có thể về tự tự kiểm tra cũng được. Nhưng mà thôi, để tôi tiết kiệm thời gian cho quý vị, tôi nói luôn để mọi người mường tượng được một cái bài viết hay, một bài viết điểm cao là nó như thế nào để mình biết để mà mình định hướng cái bài viết của mình cho nó đúng với cái yêu cầu của người ta. IELTS là một cuộc chơi, mình là người chơi, muốn thắng cuộc phải biết luật nha. Rồi Mọi người không cần phải viết cái gì ghi chép gì hết nha Mấy cái này em gửi hết cho quý vị nha Chỉ cần nghe và một lát nữa em dặn làm bài Là đánh cái câu bài đó vô khung chat đem chấm điểm Đó là cách học của mình Không ghi chép Không có ghi chép một cái gì hết trơn hết trời, trời ha Chỉ có thực hành Nghe thực hành Nghe thực hành thôi Rồi đừng có sợ mất mấy cái này lát nữa em sẽ gửi cho Bốn tiêu của chúng ta như sao thôi trả bài một cái nè những, uh, những người cũ, người xưa Đâu rồi? Này là tiêu chí gì đây? TA là làm gì? Ai biết mở micro Khánh Ngọc biết không? Lâu mới thấy Khánh Ngọc nữa nha. Sao 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 Kiệt, mở micro xong mày không nói gì vậy Kiệt? Sao? À, có ai biết không? Minh Đạt nè, thấy cũng hay đi học lắm mà sao không có nói gì hết trơn trời chị Nương Nương nè, có ai nhớ không? Thôi được rồi, ha. để em nói luôn cho ha. À, để tiết kiệm thời gian để lát nữa mình qua cái phần viết. TA là quy tắc 3D tức là phải đúng phải viết đúng viết đủ viết đạt đúng yêu cầu task achievement là hoàn thành yêu cầu task là yêu cầu đề achievement là hoàn thành hoàn thành yêu cầu đề để hỏi gì mình viết cái nấy là gọi là hoàn thành yêu cầu đề viết đúng viết đủ và đạt đó cc ở đây coherence là sự mạch lạc cohesion là sự liên kết Mạch lạc là gì? Nói một cách nôm na, mạch lạc tức là viết dễ hiểu. Viết đúng, viết đủ là một chuyện, nhưng mà có dễ hiểu hay không? Đó, có liên kết hay không? Có lưu loát hay không? Hay là mình viết một cách rời rạc? Yếu tố này quan trọng lắm. Tôi đánh giá người biết hay biết dở là ở cái tiêu chí CC này cao hơn hai cái tiêu chí dưới. Lát nữa các bạn sẽ biết. Rồi thứ ba đó là từ vựng này dễ rồi cũng 3D luôn, hai cái từ vựng với ngữ pháp là là 3D hết nha. Từ vựng nè. Này. À, này là ngữ pháp nè, ok. Rồi, từ vựng ngữ pháp thì phải viết đờ là viết đúng. Đúng gì? Đúng ngữ pháp, đúng chính tả, đúng cách dùng từ. Đúng không? À, đúng sắc thái. Đó, rồi nói chung nhiều cái lắm nha yeah. và à, quên đúng phong cách nữa trời ơi, ở trong cái cái lr này đó nó có một cái tiêu chí gọi là style đó các bạn đúng phong cách mà tại vì đây là lớp cơ bản cho nên là tôi ít có điều kiện để tôi nói về cái style còn các bạn học lớp ielts nâng cao chắc thầy trôi cũng có nói nhiều về cái style này đúng không đó thì uh, tại vì mấy cái cơ bản kia mà mình làm chưa chưa rồi chưa rành thì làm sao tôi nói tới cái này cái này là cái style các bạn style có nghĩa là cái văn phong học thuật, cái từ mình sử dụng nó phải mang tính chất học thuật. Đúng không chưa đủ, phải có tính chất học thuật nữa. Tôi nói ví dụ ha, thay vì là mình nói là đụng xe làm ba người chết thì mình phải nói là vụ tai nạn giao thông khiến ba người thiệt mạng. Đó là cái phong cách học thuật. Thay vì dùng chữ chết thì dùng chữ thiệt mạng dù rằng hai từ đó cùng nghĩa với nhau. Đó là cái style đó các bạn. Rồi Ờ, à, gì nữa à, đỉnh ở à, đúng rồi đó hãy đăng đúng đỉnh à, đỉnh ha từ vựng ít người biết và đa dạng nữa một từ phải có nhiều cách diễn đạt khác nhau của cùng cái ý nghĩa đó đó đúng rồi đăng với với tuệ minh là nhớ bài đó rồi rõ ràng chưa luật chơi giao rồi nha về viết làm sao cho nó vậy nha mai mốt tôi chấm quý vị cũng chấm dựa trên mấy cái này chứ tôi không có dựa trên cảm tính Đúng không? Không phải thấy tên quý vị đẹp thì tôi cho điểm cao mà tên quý vị lạ tôi cho điểm thấp không bao giờ. Đây, dựa trên mấy cái này. Xong, ok em cả lớp, mình bắt đầu luôn nha. Vậy thì trong bài mình ngày hôm nay là chúng ta đang nói về cái bar chart. Là cái biểu đồ cột. Biểu đồ cột là một cái dạng biểu đồ. Chứ không phải là dạng Uh, bài làm Tại sao tôi nói như vậy dạng bài làm là dạng này nè à. dạng tăng giảm mình sẽ dùng cái ngôn ngữ của sự tăng giảm dạng so sánh mình sẽ dùng cái ngôn ngữ của sự so sánh dạng quy trình mình sẽ dùng ngôn ngữ của, của quy trình và dạng bản biểu tức là một đống mấy cái số liệu thì mình sẽ dùng cái ngôn ngữ đặc thù của nó đúng không? Thì cái bar chart này nó có thể có mặt trong cả bốn dạng. Hiểu không ạ? À? Đó, tôi nói ví dụ ha. Cái bar chart là biểu đồ cột, chẳng hạn tôi có một cái một cái đồ thị như thế này. Có các năm ha, chẳng hạn như 1990, 2000, 2010, 2020 rồi 2030 ví dụ vân vân vậy. Rồi cái nó không thể hiện bằng cái đường mà nó thể hiện bằng cái cột. thì tôi đố các các anh chị và các bạn cái biểu đồ bar chart này nó thuộc dạng đề nào mời đánh vô ai biết đánh vô ai không biết ngồi ngồi dòm dòm các bạn mình rồi học từ các bạn dạng gì cấp nha mọi người mình sẽ tiếp cận cái dạng này như thế nào đây là dạng gì đây 1990 nó là như vậy nè ồ thái an gì là dạng graph Graph chỉ là đồ thị thôi em nó không phải dạng. Dạng là một trong bốn cái này nè, trend hay là comparison hay là process hay là table, đó. Đấy. Table. Dạng nha các bạn, đánh cho tôi một trong bốn dạng trend, comparison, process hay là table. Rồi Quốc Hưng nó là dạng cột. Cột là cái dạng đồ thị chứ không phải là dạng khai thác bài. Rồi comparison đúng không? Rồi các bạn nhìn đây, cứ hệ thấy cái những cái năm như thế này nè các bạn. Một đống những cái năm thì đó là dạng gì? Một cái năm là dạng trend, đúng rồi đó Tracy. Này tăng nè, đúng không? Giảm. Cái mấu chốt của cái dạng trend chính là sự tăng giảm qua các năm. Vậy thì về bản chất nó là bar chart là dạng đồ thị nhưng mà cái khai thác cái hướng khai thác của mình là gì? là increase decrease mấy cái đó đó, phải không? Rồi thêm cái nữa. À, cũng là cái dạng đó ha nhưng mà nó không có qua các năm. Mà nó chỉ như vậy thôi nè. Đó. Đó chẳng hạn vậy, đây là bar chart nha, C các bạn khỏi cần nói cho tôi đây là bar chart tôi biết mà bar chart là cái dạng đồ thị nhưng mà mình sẽ khai thác cái dạng này như thế nào? Khi mà trục tung của nó là giá trị phần trăm. À, chẳng hạn này men ha, này women ha. Đó rồi ví dụ như cái màu trắng là cái cái gì đó, còn cái màu mà cái, này là cái gì đó. Vậy thì cái dạng này là mình làm sao? Đây là dạng gì? Đó, dạng so sánh, dạng đưa ra phần trăm comparison. Chứ có tăng giảm gì đâu có thấy gì đâu, tăng giảm nguyên cái này nó xảy ra trong một năm, tôi ví dụ như năm 2000 chẳng hạn, tăng sao giảm sao, không có nói về dạng tăng giảm được. Đây là cái dạng về cái kiểu comparison, được không ạ? Mọi người ok không? Các em nhỏ ok không nè? Các chị thì được ok rồi đó. Các em học sinh ok không? Rồi xong tôi nói thêm cái nữa. Có thể sau này các bạn sẽ thấy cái biểu đồ dạng gì nè, cũng là bar chart các bạn. Nhưng mà đây nó về đây đó vậy ha tôi ví dụ như vậy ha đây một cái xong rồi có cái này đó đó thấy ghê ôm ghê ôm ghê chưa ghê chưa chưa hết đâu à thêm này nữa đó trời ơi như vậy luôn nè mọi người thôi thêm cái này đi để cho nó hoành tà ráng thêm màu gì đây màu 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 một màu, màu cam đi đây đó ghê chưa ghê chưa sau này các bạn sẽ thấy một cái biểu đồ dạng kiểu như vậy nè đó chẳng hạn nha. Tôi có chẳng hạn như US, rồi UK, rồi uh, France thí dụ vậy, trong năm 2000 chẳng hạn vậy. Cái này đây chẳng hạn như là phần trăm, thí dụ vậy. Vậy cái này là dạng khai thác gì các bạn? Khi mà có rất nhiều biểu đồ chồng chéo như vậy, có rất nhiều giá trị chồng chéo như vậy thì mình sẽ khai thác theo cái dạng gì <laughs> Nhiều giá trị lắm đó các bạn. Dạ yeah, đúng rồi ý rồi đúng rồi ở đây mình có bốn màu phông đỏ xanh giữa xanh lá cây uh, xanh lam và cam đây chỉ là cách thể hiện giá trị thôi các bạn tôi có thể viết lại cái này bằng một cái cách khác đó là kệ cái bảng ra trong đó tôi có bốn cột ha uh, uh, rồi bốn bốn cột là theo cái màu nè đỏ nè uh, xanh lá nè xanh dương nè và cam đúng không và ở này thì cũng tôi cũng lại có ba hàng là US UK và France phải không ạ vậy thì đây bản chất nó là cái gì vậy <laughs> là cái table rồi nãy giờ tôi nói nhân nói cội nói quá trời quá đất để quý vị thấy rằng Bar chart không phải là Một dạng khai thác Mà nó chỉ là một dạng thể hiện thôi Mọi người thấy ok cái này không ạ à? Có hiểu cái ý của tôi khi nói về cái Chữ bar chart này không ạ à? Cho nên mai mốt mình dòm kỹ Một chút nha Coi coi là nó có các, các năm hay không Nếu nó có các năm đưa nó về dạng trend Nếu nó không có năm Nó chỉ có một năm thôi Nhưng mà nó theo kiểu giống vậy Đưa nó về dạng comparison Chỉ có hai yếu tố thôi Đưa nó về comparison Còn khi mà nó nhiều yếu tố hơn Đưa nó về bar chart Đi lộn Đưa nó về table Ok không ạ? À? Ok em cho chủ ok đi <laughs> Rồi Vậy yeah. ha Thôi Ai ok được quá tốt Ai không ok Bỏ qua Ngày hôm nay mình sẽ xử lý cái đồ thị này. Ai không ok những gì nãy giờ em nói hỏng sao, em sẽ nói đi nó lại hoài. Nhưng mà mình sẽ đặt mục tiêu. Đó là sau buổi học này mình phải đạt được ít nhất một trong ba tiêu chí sau đây. Tiêu chí thứ nhất, viết được một câu bất kỳ. Chỉ cần viết được một câu là quý vị thành công. Ê, mà, mà câu đó phải chất lượng nha. Phải đúng, đa, đỉnh. À. Thứ hai, viết một đoạn, thứ ba viết cả bài. Ai không hiểu những cái nãy giờ em nói kệ, bỏ qua từ từ sẽ hiểu. Đặt mục tiêu cho mình là được. Vậy nha. Rồi kính mời quý vị cùng. Ê! Cái này em bị sai đề mất rồi. Bỏ 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 bỏ. Cái này copy mà quên sửa. Cái này phải sửa lại là đâu? shows the number of boys and girls playing sports in an English town in 2012. Rồi, vậy mới đúng. Mời cả lớp nhìn vô. Vậy câu chuyện chúng ta là gì? Đây là cái đồ thị. Bây giờ mình làm sao mình chuyển tất cả những cái hình ảnh này sang một cái bài viết ít nhất 150 từ. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Rồi giờ nhìn vô không biết bắt đầu từ đâu luôn á. Phải không? Vậy thì bây giờ tôi đố quý vị trước. Để viết được một bài thì mình phải đi từ những bước cơ bản mình viết được một câu hay chưa mà đòi viết một bài. Vậy bây giờ tôi bắt quý vị viết cho tôi một câu như thế này để coi quý vị viết như thế nào. Đây ạ, à, mọi người. Miêu tả giùm tôi cái cột màu xanh này đi nó là gì vậy còn màu xanh này này đó nó thể hiện cái gì vậy đó mình đọc cái đồ thì mình có hiểu hay không không hiểu được cái, cái một chi tiết này thì làm sao viết được cả bài đó. ai hiểu được cái đó bấm nút giơ tay bằng tiếng việt cũng được rồi đình ba các bạn nam chị dương boys cho boys gì Rồi Dương với ba rồi mời ba đi Chị Dương uh, tay trước nhưng mà thôi Ưu tiên cho học sinh Đình ba mời em À có quốc hưng thì nói có vẻ như là Cụ thể một chút rồi Đình ba này là gì em cho tôi À dạ, Cái cô xanh đấy là chỉ Cái bạn nam Chơi bộ môn tennis Ồ oh, Chơi đâu Chơi ở một thành phố của nước Anh à, mà đâu? Một thị trấn đó. Đúng rồi Khi nào Năm 2012 À, mình xác định năm 2012 có ý nghĩa gì cho cái việc viết của mình không em? Có. Ý nghĩa gì? Ừ. Mình dòm những cái năm để làm gì? Có cần thiết không? Để viết cho cái mở bài thôi ạ. À, để cập dự kiện này cho mở bài thôi À trong mỗi bài hả? Còn cái khác quan trọng hơn nữa, ráng đi. Mình tại sao mình phải xác định cái thời gian của cái sự kiện đó để làm cái gì? Thời gian tức là quá khứ, hiện tại, tương lai nó sẽ ảnh hưởng tới cái gì nè, cái gì của cái câu? Đó là ừ. thì đúng rồi. Nhờ yeah, đó. Vậy thì em Đình Ba giữ micro đó nha, để mình trợ giảng. Đúng rồi đó các bạn, đúng rồi đó. Xác định cái thời gian này nó có ý nghĩa rất quan trọng. Nó sẽ quyết định thì của toàn bộ bài viết luôn. Bài viết mình viết mấy câu? Vị trí một câu mình viết khoảng 10 từ đi. Vậy thì 150 từ thì mình phải viết ít nhất đâu đó là khoảng 15 câu. Rồi mình sai thì hết luôn rồi sao? Rồi người ta chấm mà mình bằng gì? Đó là lý do mà tôi phải hỏi Đình Ba là sự kiện này diễn ra khi nào rồi tốt lắm em tiếp tục đi em nè cái con số đó là bao nhiêu vậy em cái giá trị của cái cái cột này là là bao nhiêu 50 cột... ạ à 50 à rồi ok tốt 50 tôi hỏi tiếp 50 này là 50 cái gì vậy 50 bạn bạn nam chơi tennis đúng rồi cảm ơn ba cảm ơn em rất nhiều rồi em có thể tắt micro Vậy thì các bạn thấy đó. Ok. Mình phải hiểu được cái cột màu xanh này nó đang kể câu chuyện đó là vào năm 2012 ở một cái thị trấn nào đó ở nước Anh có 50 bạn trai chơi tennis. Mình phải ra được cái câu đó thì mình mới bắt đầu mình viết. Chứ mình nhìn đây mà mông lung như một trò đùa thì sao mà viết giờ Rồi giờ viết đi. Mời viết. Đó tôi vừa nói rồi đó. Sự kiện 2012 ở một cái thị trấn nào đó English Town đúng không? Có 50 bạn, 50 bạn này là 50 bạn trai. Chơi tennis. Rồi viết giùm tôi câu đó đi để coi coi nó như thế nào. Rồi đã thấy chị Nương Nương Mời các bạn viết Đừng nhìn chị nương nương Mình tự viết câu của mình Cho mọi người Một phút Câu của chị nương nương Tám điểm Câu của Tracy Mười điểm chị Dương 10 điểm. Quý vị thấy rằng cách diễn đạt có thể khác nhau nhưng cùng có thể là cùng đúng. Mọi người cứ viết đi. Chị Ngọc 10 điểm. Và đố các chị và cả chị Nương viết lại câu đó bằng cách diễn đạt khác mà vẫn 10 điểm. Rồi, đình ba 10 điểm. Ờ, gì vậy? Đình ba gì? 2021 vậy em? Sao em uh, vượt thời gian dữ vậy Trời ơi người ta 2012 Mình viết như vậy là sao em Mình bị trừ điểm Về cái tiêu chí uh, hoàn thành đề rồi Không đúng Không 3D đó nhớ không Không đúng, không đủ, không đạt Sai thông tin rồi Lan Thanh 9 điểm rưỡi, Kiệt 19 điểm rưỡi luôn Tuệ Minh 9 điểm rưỡi xa chính tả một lỗi Rồi 3 Đúng rồi Đúng rồi thiếu dấu chấm Rồi nhưng mà nếu có dấu chấm thì 30 điểm Ngọc Đúng rồi 10 điểm ừ. Rồi vân vân nha Ok, rồi, right, ok. À, uh, thêm cái chữ group đó vô thì nó hơi sai nha em ha, triều 8 điểm với là sai thì nữa chị Xuân được rồi voice mail chào rồi chị Xuân 10 điểm mà cuối câu dấu chấm thì chị Xuân ơi rồi chị Ninh 10 điểm rồi vân vân rất nhiều vân vân luôn nha rồi Minh Đạt à Minh Đạt câu của Minh Đạt khá hay em có thể viết công khai cho mọi người mặc dù tôi chỉ chấm em 9 điểm nhưng mà câu đó hay 9 điểm là tại vì có vài cái xã lặt lạc, lạc vặt Quốc Hưng cũng thế câu em cũng hay 9 điểm rồi được rồi à, tạm thời tôi không coi tiếp nha lên tôi còn chấm mà chấm từng người mà anh đây chỉ mới là khởi động thôi vậy thì mình sẽ coi dạ yeah. thông tin vừa rồi mình sẽ được thể hiện bằng nhiều cách cách dễ nhất đây và đây là câu câu mà chị chị Ninh vừa rồi của tôi đã làm 10 điểm rất ngắn gọn hỏi công thức gì giờ thì mình hiểu câu chuyện mình có nhiều cách biết lắm đúng không 50 cậu bé chơi và mình phải tự giác thêm ID vô, tại vì cái câu chuyện của mình nó diễn ra trong quá khứ, sự việc trong đồ thị nó đã kết thúc rồi, ở năm 2012 rồi, mình phải chuyển thành quá khứ. Ai còn đang không biết làm thế nào để chuyển thành quá khứ, mời vô học lớp EOS phụ đạo, lịch học, coi trên group dùm, xong, so. ok, tiếp, cách 2 mình có thể viết như thế này. There were là cấu trúc mang ý nghĩa là có. Bản thân của nó là there cộng với be đó các anh chị ạ. There cộng với lại be. Be này là chưa có chia thì nha. Đây chỉ mới là uh, sản phẩm chưa bóc tem. Về là phải bóc tem ra biến đổi nó mới xài được. Cộng với lại danh từ vân vân Nó có nghĩa là có cái gì đó. Chữ B này sẽ phải thứ nhất chia theo thì. Và thứ hai chia theo số. Số của danh tự. Ở đây có 50 chàng trai. 50 chàng trai đó là số nhiều. Và sự việc xảy ra trong quá khứ. Số nhiều cộng với quá khứ nó khiến cho chữ B này biến thành chữ were. Nếu ở hiện tại thì nó là there are. Nếu ở tương lai nó là there will be. Vâng, vâng. Ai còn đang loay hoay về thì xin mời vô lớp IELTS phụ đạo. Nếu tôi nhớ không làm như là thứ hai và thứ tư. Nếu tôi nhớ không làm. Rồi. Cho nên hồi nãy ai mà ghi there are đó thì tôi sẽ trừ điểm một chút. À. Rồi ở đây quý vị nhớ ghi cho em chữ lay in hoặc như đình ba đó hay là một số bạn ghi là who played cũng được luôn nào cũng được. Cả hai cái này đều đúng. Cái câu trên thì đang sử dụng cái đó nó gọi là uh, participle phrase hoặc là mình đều quan hệ rút gọn nó nhiều tên gọi lắm nhưng mà nó phải là play in. Còn ai mà không phải là một trong hai dạng này là sai. Rồi. Và ở đây tôi chỉ muốn truyền cảm hứng cho các bạn. Yes. Đúng. An English town chính là cái thông tin mà đề bài cho và đây là một cái thành phố nào đó không xác định chính vì không xác định cho nên người ta mới dùng mạo từ bất định là chữ ẩn mình sẽ nói về cái thành phố đó mình giới thiệu cái thị trấn đó ở trong phần mở bài và từ đó trở về sau chúng ta mặc nhiên là tất cả những câu chuyện bên dưới đều xảy ra trong thành phố đó Do đó mình có quyền thay đổi nó tùy theo. Đúng không? Thì đây tôi tôi chỉ ví dụ thôi nha. Chứ trong câu đầu tiên thì mình vẫn phải giữ an English tell. Nhưng nếu mà từ câu thứ hai trở đi các bạn mà xài chữ an đó thì nó sẽ không còn đúng nữa. Phải đổi thành mọi từ xác định là the hoặc là that vân vân. Yeah. Rồi cách ba. The town had The town này thấy chưa? Tôi không, tôi không cần lặp lại chữ English luôn. Tức là trong những cái câu tiếp theo, cái câu đầu tiên thì mình không cần phải ghi lại an English town nữa mà bắt buộc phải dự, sử, dụng một cái mẫu từ xác định. Đây, nhớ chi thì quá khứ dùm nha. Had the, nha. Là quá khứ của của have. Thị trấn đó có 50 chàng trai chơi tennis. Và cũng vậy. 50 chàng trai chơi tennis này là một cái cụm danh từ do đó cái chữ play in này phải để ở dạng giống như nãy tôi mới nói play in hoặc là who play vâng, vâng, còn gì nữa không à còn đây cách khác nữa nhiều cách lắm đây là mình lấy lại cái uh, cái đề bài này các anh chị mình dòm lại cái đề bài ha nè ha đồ thị cho thấy thấy cái gì ạ à? số lượng người chơi thể thao số lượng chứ không phải tỷ lệ chứ không phải giá tiền đúng không nó là số lượng vậy thì mình cứ bắt đầu cái câu của mình bằng cái chữ số lượng cậu bé chơi tennis là 50 ở đây bắt buộc phải dùng cho tôi chữ was chứ không phải were một số bạn hồi nãy tôi trừ điểm đó coi lại câu của mình đi câu của mình mình tự coi không ai coi hết, mình tự coi câu của mình. Nếu mình viết giống giống như vậy thì tôi trừ điểm chỗ nào. Tôi trừ điểm hai chỗ, chỗ thứ nhất đó là chữ chữ was. Bạn ghi thành were là sai, bởi vì bản chất của chủ ngữ này đang là chủ ngữ số ít. Mặc dù ở đây có chữ boys dạ vâng, nhưng mà nó là số lượng. Trẻ em, xin lỗi, số lượng cậu bé chơi. Thì danh từ chính nó nằm đây nè, về mặt ngữ pháp danh từ chính nó là chữ number là một danh từ số ít. Nó phải lấy động từ số ít tương ứng. Về mặt ý nghĩa thì số lượng cậu bé chơi thể thao đó là một giá trị, nó diễn tả một chủ thể. Cả hai điều đó đều khẳng định với chúng ta rằng động từ phải là chữ was Ai dùng were tự coi lại tự sửa chữa. Được không ạ? À? Và cái tôi trừ điểm cái phần thứ hai đó là chính là các bạn ghi là chữ amount. Hãy nhớ giùm tôi để nói về số lượng thì chúng ta có ba từ phổ biến sau đây. Từ thứ nhất đó là từ number. Từ thứ hai là từ amount. Và từ thứ ba là quantity. Cách dùng có khác một chút chữ number thì sẽ đi với danh từ đếm được và tất nhiên là số nhiều rồi chắc chắn phải là danh từ đếm được ha danh từ là chữ nào tôi tắc là chữ cờ nè à, chữ chữ n nè đếm được là countable đếm được nha và bắt buộc phải là số nhiều luôn luôn là vậy cứ the number of thì đằng sau đây bắt buộc phải là danh từ số nhiều nha Amount thì lại chỉ đi với danh từ không đếm được thôi các bạn. Chẳng hạn, the amount of gasoline, lượng xăng. Bán ra, ví dụ vậy, mốt các bạn có mấy cái đồ thị mà lượng xăng dầu nhập khẩu, xuất khẩu gì đó. Hay là lượng uh, uh, thời gian. Chẳng hạn có cái đồ thị là số giờ học online của học sinh ở một cái thành phố nào đó. Thì lúc đó mình sẽ ghi là the amount of time. Bởi vì time là danh từ không đếm được. Thí dụ vậy. Do đó bạn ghi mà the amount of boys tôi trừ điểm chỗ đó. Sai ngữ pháp. Hiểu yeah. không? Rồi đáng là danh từ đếm được không đếm được thì không có chuyện số ít số nhiều. Có đếm được đâu mà ít ít nhiều. Cho nên là chắc chắn nó là dạng không có S rồi. Còn quantity dùng cho tất cả mọi loại nouns. Đếm được lẫn không đếm được. Vậy nha, tự coi lại bài của mình nha. Rồi, chưa dừng lại ở đây đâu. Tiếp tục. Tiếp tục nha. Ai không nhớ thì để tôi chụp lại cái này. Gửi vô trong Zalo cho mọi người. Ai mà đang học trên máy tính đó thì lấy cái điện thoại. Truy cập vô Zalo Mình mở cái cái hình ra mình vừa coi, mình vừa viết. Mời các bạn thực tập cho tôi bằng cách viết bất kỳ chọn bất kỳ một chi tiết nào trong đây. Một cái cột nào đó, viết ra cho tôi một câu. Mà các bạn làm được câu đó là các bạn đã xong cái level 1 rồi nè. Tôi sẽ sửa hết cho tất cả mọi người à, nhưng mà tại vì thời gian có hạn cho nên tôi chỉ sửa 4 slide thôi ha. Để tôi nói cho các bạn cách làm đây nè. Tôi chừa trước những cái trang màu trắng như này để để tôi làm gì? Tôi chụp mấy câu của các bạn tôi tôi đưa lên đây và tôi sửa trực tiếp trên bạn trên đó luôn. Rồi làm đi ạ. À. Để cho dễ thì thì, thì thì mình sẽ mình sẽ chuyển sang chế độ riêng tư rồi mời các bạn làm nha đây tôi chiếu lại cái đồ thị ok câu vừa rồi của chị nương 10 điểm chị dương không cần thiết à đầu câu không những cần thiết phải là phải là chữ nhưng nếu là chữ thì phải viết hoa đầu câu rồi nói như chị dương vậy lỡ là lỡ như 1.630.000 trẻ em vừa được phát lương thực ở châu Phi. Không lẽ em ghi 1.630.000 em ghi là 1 million 600 30000 million chịu đấu được. <laughs> Viết số bình thường không sao. đã thấy câu trả lời của đình ba và thái an các bạn cứ giết đi ha tôi chỉ kiểm tra cái ngữ pháp và từ vựng còn thông tin thì các bạn tự coi nha lớp này có vẻ dương thịnh âm suy nha. Bạn nào viết rồi Mà muốn viết thêm Cứ việc viết Tôi sửa trong 4 slide Nhớ là trước khi enter đó, mình kiểm tra lại cái câu của mình, coi nó đã đúng chưa, mình đã có thật sự hài lòng với cái câu đó chưa, rồi mình hẳn gửi. Để uh, các bạn phải cố gắng hết sức với cái câu của mình thì khi mà tôi sửa cho các bạn, tôi mới nâng các bạn một tầm cao mới. Còn mình chưa cố gắng hết sức, cái câu đó nó dưới sức mình đó, thì tôi cũng nâng lên trong cái tiềm năng của các bạn thôi. Phải tự coi, tự chỉnh lại. nãy giờ chắc mới được có hai slide thôi chưa được hai slide nữa các bạn cứ làm đi nha tôi canh đủ 4 slide rồi tôi sửa cho nên bạn nào viết rồi muốn viết lại thì tức là viết câu khác thì cứ viết nha được gần 3 slide rồi đó. Đây cha. Rồi thêm uh, 30 giây nữa là tôi chốt sổ nha các anh chị để tôi sửa bài cho các bạn. Rồi tôi sẽ nói về một cái ở đằng sau nữa dành cho những người mà muốn có nguyện vọng làm level 2 và level 3. Ok, kịp. Ây, dạ, chỉ còn có 15 phút thôi à các bạn. Cho nên là thôi, uh trước mắt tôi sửa 3 slide cái nha mà mấy các bạn đừng đừng có lo tôi định sửa 4 slide nhưng mà bây giờ không kịp nên tôi sửa trước 3 slide thì uh, nếu các bạn tôi tôi sửa không có tới đó, không sao hết mình về nhà mình viết muốn viết mấy câu viết vào tôi sẽ sửa hết viết bao nhiêu câu tôi cũng sửa hết Rồi các bạn cứ dưới đi ha. Tôi sửa trước ba slide này để gì? Mình qua cái phần sau. Để cho bài về nhà của các bạn nó chất lượng hơn, nó đỡ sai sót hơn. Rồi, cho phép mình được tạm thời khóa chat nha. Ok, rồi mình tạm khóa rồi. Để các bạn tập trung vô cái phần tôi sửa bài. Nếu các bạn cảm thấy có vấn đề bấm nút giơ tay. Rồi xử luôn nha mọi người. Đây mọi người có thấy được không ạ? Thấy câu của bạn mình chưa? Rồi câu số 1, the, uh, the quantity of girls. Rồi nhớ ha, quantity chính là lượng đó các bạn. The quantity of lượng, số lượng, số lượng bé gái chơi tennis năm 2022 là 38 rồi câu này hoàn toàn chính xác 10 điểm xuất sắc hoàn toàn đúng về mặt ý nghĩa về mặt từ vựng về phong cách về quy cách vân vân chuẩn chỉnh hết đúng rồi à, tôi chỉ góp ý thêm một cái thôi đó là nếu như mình không có chắc con số 38 này nó là bao nhiêu đó thì các bạn có thể thêm vô bằng cái ngôn ngữ ước lượng ở đây tôi có cho các bạn một cái slide lát nữa tôi sẽ gửi cái file này đây đó ước lượng ấy, ước lượng này các bạn thấy không about around roughly approximately more than nearly almost virtually những cái từ này các bạn có thể đưa vô đằng trước cái số liệu để diễn tả cái sự ước lượng là nó khoảng khoảng như vậy thôi thì nó sẽ hay hơn nữa câu mình thêm được từ vựng mà nó cũng chính xác hơn đó là câu của ba nha rồi cho ba mười điểm tiếp theo thái an thiếu dấu chấm nha yeah. trừ điểm 50 was the amount of amount là sao em Nãy tôi nói rồi, amount nó là đi với danh từ không đếm được em nha. Em phải đổi lại là quantity hoặc là number mới đúng. Rồi, cái này là lỗi word choice. Sau này khi mà tôi chấm bài cho các bạn, tôi ghi word choice, WC đó. Có nghĩa là chọn từ sai mất rồi. Rồi, 8 điểm. Kiệt, there were 60 boys playing football in a town. Rồi, dấu phẩy đặt. Không, dấu phẩy này cũng không cần nữa khoảng cách này bị dư này ha vậy thiếu dấu chấm em đã tự bổ sung dấu chấm ok có dấu chấm rồi nhưng mà khoảng cách này bị dư đó nha tất cả những cái đó các bạn đừng có xem thường đừng có xem nó là lỗi nhỏ nó là lỗi lớn đó nó là lỗi chính tả đó rồi cho chín điểm ok tuệ minh rồi 10 điểm nhưng mà nhớ nè em ha đây coi như là câu đầu tiên thì tôi chấp nhận an english town nhưng mà từ câu thứ hai trở đi là không được ghi cái đó nữa Tôi ghi là the English town that English town that town the town that area gì đó thay đổi nó nha rồi Minh đạt đầu câu viết hoa còn giữa câu không biết hoa nha cái này là bị trừ điểm sai chính tả đó nha boys playing hockey rồi đúng rồi đây bạn đạt đã đã biết cách sử dụng cái uh, sự ước lượng này các bạn thấy chưa đó đó là bạn đạt làm gì vậy rất là đúng á. 15 bạn ha và ok trừ nhẹ thôi 9 rưỡi thôi ha rồi chị Ly there were girls playing cycling in the town rồi right. playing cycling đúng okay. ngoài ra đối với các môn thể thao đó các bạn có thể sử dụng sao cho nó phù hợp cycling tức là là môn, môn đạp xe đó các bạn đúng không thì cái môn này mà mình gọi là play thì uh, nó không có đúng lắm play là chơi thì nó là những cái môn thể thao có tính đối kháng thì người ta dùng chữ play nhiều chẳng hạn như là play soccer, ok, play football, play volleyball. À, hay là play uh, play chess, play hockey, play tennis, tất cả đều được. Nhưng mà cycling thông thường người ta không có chạy đua xe đạp với nhau. Tôi nói thông thường chứ không phải là 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 không có nha, tôi biết là có đua xe đạp chứ nhưng thường người ta chơi cái môn này người ta không có có tính đối kháng nó chỉ là là một cái môn thể dục thôi thì đối với những cái môn thể dục như vậy mình có ba từ đó là từ từ do hoặc là go hoặc là take up nhớ chia thì cho đúng tức là sửa lại là did went hoặc là took up nha yeah. đây là động từ nguyên mẫu thì nó mới đúng nó mới hợp lý nó mới thuận tay chứ mình nghe playing cycling mình nghe nó cứ sao sao ấy được không đó vậy thì did cycling went cycling hay là took up cycling đó hoặc chỉ đơn giản là cycled cycle là một động từ mà đó ok không cả lớp ai ok bấm nút giơ tay nào tại vì không có chat được <laughs> tôi khóa rồi Yeah, ok, vậy nha. Um, chẳng hạn như swimming, các bạn sẽ thấy là một lát nữa sẽ có, 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 có cái chữ swimming. Không lẽ mình nói play swimming? Đâu được. Mà đối với chữ play, mình không có dùng đu luôn. Chữ play là phải go swimming. Hay là take up swimming. Okay. Rồi, thí dụ vậy ha, chị Ly, thì em chỉ chỉnh chút xíu vậy thôi nha, cho 9 điểm rưỡi. Rồi, bạn Tiên Đào hay là Tiến Đào nè, 60 boys play football. Rồi, dấu chấm nha, 9 rưỡi. Này, xong rồi đó. Khánh Linh, The Town girls Rồi, em nhớ là playing cho nó đúng ngữ pháp. Và doing hay là taking up cho nó đúng cả về ngữ nghĩa. Ha, em này vừa em vừa bị cái lỗi là WF tức là word form sai dạng và cả word choice nha Linh uh, sửa lại ha cho chính điểm nha còn lại thì đúng hết chị Dương Don't voice but, 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 but. rồi đúng 10 điểm Lan Thanh there were 40 girls đây em phải một là who played hai là playing còn nếu không là câu mình sẽ bị một cái lỗi là lỗi run on sentence Ai thích tự tìm hiểu thì về tìm hiểu xem dùm Run on sentence là cái gì Về tìm hiểu cái lỗi này nha Một lỗi cũng khá phổ biến Rồi chỉ có cái đó thôi Chín điểm Chiều nè boys playing football. Rồi đúng 10 điểm Chị Tracy 10 điểm Yes uh, chị Ninh, boys, playing in English, the 10 điểm, cộng, cộng, cộng. <laughs> rồi play cycling thì là nãy em nói rồi ha chị Tracy mình sửa lại chữ play cho nó hợp lý rồi cho chín rưỡi ha tôi nói lại nha các bạn có thể bắt bẻ tôi là trời ơi người ta có thể gọi là đối kháng với nhau cycling được nhưng mà cái đó nó không có global nó không có phổ biến nghe thuận lỗ tai không có ai đi đâu mà giải thích ghi cái gì mà người ta đọc vô cái người ta thấy happy liền thì mình nên ghi vậy nha rồi tiên hay là tiếng nè, chấm cái dùm nha, Tiên nha. The boys who play football. Ngoài ra cái đó thì còn lại đúng hết nha, trừ điểm. Câu là phải có chấm đồ chấm phẩy được chứ. Kiệt nè, đâu có biết hoa nè, cuối câu dấu chấm đâu. Chấm nữa nha. Uhm. Rồi, the number of girls play badminton. Rồi vậy đó, chỉ có vậy thôi. Chính điểm. Chị Dương đúng 10. Nương nương. Fewer than girls. Okay, that's good. Rồi câu này rất tốt à, câu này câu so sánh nè quý vị. Quý vị hãy nhìn vào câu so sánh của chị Nương nè. Số lượng chàng trai chơi môn cầu lông. Rồi cái này thì chị nhớ là khi mà viết từ câu thứ hai trở đi là đừng có dùng ẩn nữa nha. Thì cái số lượng đó nó ít hơn là con gái khoảng 10 người riêng đối với câu này mọi người chú ý kỹ một chút thôi câu này để lát nữa em um, em sẽ nói riêng chị nương câu này lát em sửa riêng em sẽ cho lớn lên và em sẽ sửa riêng câu này cho chị rồi ok chị thanh xuân nha the number of girls playing badminton rồi đúng 10 điểm chị tracy 10 điểm phúc the number of boys playing football was more than the girls mm. câu này cho 9 điểm tại sao là 9 điểm Phúc nghe thầy sửa của chị Nương xong Phúc sẽ biết Rồi bây giờ Ok hết rồi Bây giờ Dương sẽ sửa của chị Nương trước Rồi sau đó chúng ta sẽ qua cái, cái phần kia Tại vì câu này nó cũng sẽ liên quan tới cái phần kia một chút xíu Đây ha Trời ơi chỉ còn có năm phút Thôi kệ Mỗi ngày một chút dù mình không hướng dẫn thì các bạn cứ việc về coi tài liệu và tự làm. Còn bài tập về nhà nữa mà, mình sẽ sửa tất cả những cái bài tập của các bạn nha. Đừng có câu nệ, đừng đừng lo. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau coi câu của chị Nương nè mọi người. Để rút ra cái cái bài học cho cho mình nữa. Chị Nương đang so sánh. So sánh gì? Chị Nương nói rằng những người chơi môn cầu lông ít hơn là Được. tức là con trai chơi cầu lông ít hơn con gái chơi cầu lông là 10 người đó, câu đó rất là hay, một cái ý tưởng rất là hay đây idea. Và các bạn nên nhiều thêm nhiều cái ý tưởng như vậy nữa trong bài của mình. Lát nữa các bạn sẽ thấy, đây nè các bạn, giờ thật cho thấy luôn. Trong cái phần body sẽ có cái phần so sánh nếu có. so sánh đó là cái gì? Ví dụ như đây tôi có ví dụ nè. Nè, nói về các chàng trai. Phần lớn chàng trai trong thị trấn chơi đá bóng, cụ thể là có 60 chàng trai chơi đá bóng. Môn cùng và cũng phổ biến khi có 50 phần trai đá bóng, tiếp đến môn và đứng thứ ba đó. Nh những, cái đó là những cái so sánh đó. Những cái so sánh để mình làm bước đệm, để mình đưa số liệu. Thì cái câu của chị Nương ở đây là một cái câu so sánh rất tốt. Rồi, và em sửa cho chị Nương nói riêng và cho các bạn thấy một số vấn đề như sau. Um, chỉ có hai vấn đề thôi. Vấn đề thứ nhất là của cái chữ fewer. Vấn đề thứ hai là của cái chữ about ten people. Và vấn đề thứ ba, đúng ra là vấn đề thứ hai rưỡi, đó là cái chữ girls. Rồi nói từng cái nha. Đầu tiên là chữ fewer. Fewer là ít hơn. bây giờ em muốn hỏi cả lớp cái có ai biết cách sửa chữ fewer rồi thành gì không mở micro nói liền cho 5 giây không ai nói thì em nói năm bốn chị nương có 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 tự sửa được chữ fewer rồi không ạ à? ba less than less than less cũng đúng không phải less sai dạ gần dạ sao ạ em vừa nghe một cái gì đó đúng rồi. Lâu rồi. Lâu rồi yes chính xác rồi ok em cảm ơn rồi để em giải thích nha cảm ơn quý vị em xin phép tắt mic à, quý vị nhớ rằng là gì chủ ngữ của chúng ta là số lượng người chơi số lượng đây chủ ngữ này à bản chất của nó là một giá trị giá trị thì không có ít hay nhiều giá trị thì chỉ có cao thấp và nhỏ lớn thôi Nhớ nè mọi người, giá trị thì mình sẽ miêu tả bằng những chữ là small hoặc low là nhỏ. Đừng có biết nha. Large, chữ biết đó nó không có phù hợp văn phong học thuật. Large hoặc là great và high đó. Đó là cái thứ nhất. Còn khi nào mà nó là vật thể thì mới có ít hay nhiều nói vật thể thì hơi uh, không đúng lắm bởi vì dù như con trai con gái đâu phải là vật đúng ra nó phải là chủ thể thì khi đó mình không có dùng từ nhỏ lớn mà mình phải dùng từ ít nhiều lại có hai trường hợp nữa chủ thể đếm được và chủ thể không đếm được chủ thể đếm được thì sẽ là few ít hơn fewer ít nhất fewest chủ thể không đếm được ít sẽ là little ít hơn less ít nhất least rồi xài cho đúng về học cái bảng này được không rồi sửa thành fewer rồi sửa thành less thì nó cũng cũng sai <laughs> phải làm như vậy mới được rồi ha còn nhiều thì sao nhiều thì uh, đếm được thì nó là many. Còn không đếm được nó là much. Còn hai cái này chung nhau, giống nhau nhiều hơn là more. Và nhiều nhất là most. À, dễ học nha. Đó là cái vấn đề thứ nhất của cái chữ fewer xong Vấn đề thứ hai là của cái chữ about ten people. Uh, tức là ít hơn con gái mười, mười người. Thì về mặt cấu trúc chúng ta sẽ đưa cái chữ khoảng cách đó, đưa cái khoảng cách đó lên đằng trước cái từ so sánh. Tức là the number of boys playing badminton in an English town was about 10 people smaller than girls. Ok, cả lớp ạ. À. Vậy nha và cái cuối cùng đó là chữ girls cái này không có sai nhưng mà nó rất là văn nói tại vì mình đang so sánh giữa số liệu và chủ thể hai cái đó không có tương đồng để mà so sánh số liệu thì phải so sánh với số liệu chủ thể thì so sánh với chủ thể cho nên mình phải sửa lại một trong hai cách một là thêm cho em chữ Than the number of girls lẽ ra là thêm the number of girls nhưng mà tại vì mình không muốn lập từ thì mình ghi là than that of girls thì nó sẽ chính xác nhất. Được không? Rồi hết. Vậy thì bây giờ để em ghi ra cho các anh chị. Để các anh chị thấy được cái bức tranh toàn cảnh, đó là bài của chị Nương vừa rồi ha, còn bây giờ mình sẽ sửa như sau. Đó là như vậy nè. các à, mọi người xem nha mình sẽ sửa là cách 1 ở lại với dương một chút nha các bạn dương biết là hết giờ rồi nhưng mà cho dương dặn dò một cái rồi các bạn hãy nghĩ cách 1 là the number of boys playing badminton chấm 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 đi thôi bỏ bỏ cái kia đi ha sao was smaller than that of girls. Yeah, in 2012 bỏ luôn. Tại sao bỏ được? Tại vì giá yeah. nguyên một bài nó chỉ có một năm đó. Mình nói một lần là được rồi. Nói nhiều quá mình sẽ bị trừ điểm CC. Đó là độ lưu loát mình mất đi. Rồi, 10 people thì mình thêm vô đây ha. About 10 people. Right. Okay. Yeah. Đó là câu thứ nhất. The number of boys playing badminton was about 10 people smaller than that of girls. Cách hai mà cách mà mình còn thấy thích hơn nữa. Đó là mình chỉ cần ghi là boys playing badminton. Chủ ngữ của mình bây giờ nó là chủ thể rồi các bạn. Chủ thể thì mình sẽ xài được chữ ít hay chữ nhiều ha. Thì các bạn coi nè. Đây. Đây nha. Đấy were about 10 people. Vẫn có cái khoảng cách đó. Và bây giờ mình được dùng chữ fewer nè. Bởi vì chủ thể thì sẽ có ít hay nhiều. Fewer than girls luôn. Yeah. Nhưng mà mình phải thêm một cái nữa. Playing the same sport. Cho nó rõ ràng hơn. Mà thường không có cũng được. Trong ngữ cảnh đó thì mình sẽ hiểu. Okay. đây để để em để ra luôn cho mọi người hiểu đó là mình nói đưa cái plan badminton ra nha đó là when it comes to badminton khi nói về môn cầu lông cái chữ này có nghĩa là khi nói về thì sao boys the boys đi tức là những đứa bé chơi môn đó were about ten people fewer than girls là câu này là khỏi lo câu này nó sẽ make sense ok đó nó là thế nha các anh chị đối với cá nhân em em thích câu thứ ba nhất bởi vì nó ngắn nhất nhìn đi nó gãy gọn nhất yeah. kể cả những cái cấu trúc ban đầu mình học nữa đây em thích cái câu ngắn nhất cái câu mà de 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 rồi đó mấy cái câu de de đó người ta đánh giá nó thuộc dạng cái câu không nên xài trong văn học thuật. rồi hết rồi giờ cho dặn dòn cái rồi mình nghỉ nha về coi giúp em uh, đây cái cấu trúc của cả một bài viết để cho những ai muốn viết cả bài nhận định so sánh rồi đưa số liệu ví dụ như đây nè ha Đó, em có cho ví dụ rồi có cho từ. Vậy yeah. ha. Nè khi nói về nè. Hồi nãy nói nè. Khi nói về when it comes to nè. Rất là nhiều từ là chúng ta xài. Vậy thì về nhà cứ làm ha. Ba cấp độ. Cấp độ một là viết một câu bất kỳ như nãy giờ mình làm. Em sẽ chấm hết. Hoặc là viết một đoạn. Em cũng có đã cho ví dụ rồi. Hoặc là viết cả bài. Xin hết. Xin cảm ơn mọi người đã. Đã theo dõi. À, hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Với phần sửa bài. Nhớ nộp bài trước ngày thứ tư nha